Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 7, thành phố Đà Nẵng chính thức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngay trong sáng nay, ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm 5 chủ tịch và 10 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân của 5 phường trực thuộc. Quận Liên Chiểu cũng đã chủ động trong cái việc rà soát sắp xếp để khi chúng ta thực hiện thí điểm chính quyền đô thị mà không có Hội đồng Nhân dân cấp quận, không có Hội đồng Nhân dân cấp phường, thì quận cũng đã rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các cán bộ chuyên trách của Hội đồng Nhân dân như là trưởng các ban, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, rồi các cán bộ chuyên trách là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận. Thì đến thời điểm hiện nay thì công tác tổ chức sắp xếp bố trí công việc đã hoàn thành, thì quận cũng đã công bố quyết định và giao nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai thực hiện. Tại trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận sáng nay vẫn đông đúc công dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, kể từ ngày 1 tháng 7, cán bộ công chức cấp phường thuộc biên chế cấp quận. Điều này tạo không khí phấn khởi trong đội ngũ cán bộ công chức cấp phường, tạo thuận lợi nhiều hơn trong quá trình điều động, luân chuyển vị trí công tác từ phường lên quận hoặc ngược lại. Mô hình chính quyền đô thị hoạt động theo cơ chế thủ trưởng, do vậy sẽ tạo thuận lợi nhiều hơn cho người đứng đầu cấp quận và cấp phường. Là sẽ không tổ chức hội đồng nhân dân tại địa phương. Như vậy thì Ủy ban Nhân dân là các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo cái chế độ thủ trưởng. Đối với Ủy ban Nhân dân thì cái việc hoạt động theo cái chế độ thủ trưởng thì chắc chắn nó sẽ có cái linh hoạt hơn, chủ động hơn trong việc giải quyết những cái vấn đề, những cái thủ tục hành chính liên quan tới người dân. Đồng thời với cái chế độ thủ trưởng này cũng sẽ chịu trách nhiệm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cơ quan hành chính cấp trên tại Ủy ban Nhân dân quận trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Nghị định 34 của Chính phủ ban hành quy định chủ tịch quận là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân quận, có trách nhiệm lãnh đạo quản lý điều hành Ủy ban Nhân dân quận, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Phó chủ tịch quận giúp chủ tịch quận giải quyết các công việc theo phân công của chủ tịch quận, chịu trách nhiệm trước chủ tịch quận và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Ủy ban Nhân dân quận làm việc theo chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước ở cơ sở quận phường, thì cái việc đó chúng ta phải tuân thủ theo chế độ thủ trưởng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Và tôi thiết nghĩ là trong chính quyền đô thị này chúng ta thực hiện nó nghiêm, nó đúng theo quy định thì nó góp phần để xây dựng phát triển xã hội nhanh hơn, bền vững hơn, mạnh mẽ hơn. So với trước đây, kể từ ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân cấp quận thực hiện là đơn vị dự toán cấp 1. Do vậy, về công tác quản lý ngân sách địa phương cũng có sự thay đổi cho phù hợp. Thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thì quận không còn là một cấp ngân sách mà thực hiện là cấp dự toán. Do vậy, thì quận cũng căn cứ vào hướng dẫn của cơ quan trung ương, hướng dẫn của Sở Tài chính thành phố để làm các thủ tục về việc chuyển giao ngân sách và về việc xây dựng dự toán để bố trí kinh phí để mà triển khai thực hiện theo đúng quy định. Ngay sau khi được Ủy ban Nhân dân quận bổ nhiệm, chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường bắt tay ngay vào hoạt động. Bên cạnh việc thực hiện chức năng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 34 của Chính phủ, vấn đề quan trọng là tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giải quyết thấu đáo những yêu cầu chính đáng của người dân. Thực hiện các cái tập trung dân chủ ở cơ sở, vai trò của người đứng đầu, trách nhiệm của người đứng đầu với điều kiện là cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo. Và khi thực hiện chính quyền đô thị thì bản thân tôi suy nghĩ là không còn hội đồng nhân dân cấp phường quận thì vấn đề giám sát kiểm tra của họ sẽ khó khăn. Chính vì vậy thì chính quyền đô thị trong cái thời điểm này nó cần phải sát dân, gần dân, nắm chắc tình hình của đời sống nhân dân, luôn luôn trân trọng ý kiến của nhân dân, giải quyết thấu tình đạt lý và kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân và không được vô cảm trước những sự khó khăn của nhân dân, thì từ đó cái việc thực hiện chính quyền đô thị sẽ có hiệu quả. Nhiệm vụ không kém phần quan trọng chính là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại phường theo quy định của pháp luật,
đảm bảo các hoạt động của Ủy ban nhân dân phường phải dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất và thông suốt.